bảy giờ đến cuộc nhảy đầm ông nghề hật ông bác sĩ thuốc ông kỹ sư hóa học ông tú văn trương ông bác vật canh nông ông giáo sư toán pháp ông huyện tư pháp ông thăm lục lộ ông nào ông nấy quyết phen này trổ tài cho khỏi bị cười rằng đã uổng công bao năm du học tiếng đàn nổi lên du dương thánh thót như rót vào tai các bà các cô ngồi một lượt ở dãy ghế kê sát bên tường nói cười nghiêm ngạc Tươi tỉnh như luống hoa trăm hồng ngàn tía đú đờn trước ngọn gió hiu hiu. Ô, nhà quê, Fox Joe không phải là một loài, tango cũng không phải là một bài. Đó là một lối nhảy, mỗi lối có tới hàng nghìn bài, mỗi ngày lại có bài mới thêm vào. Ông bác sĩ thuốc ghé vào tay ông thăm lục lộ nói như thế. Nhưng ông giáo sư Toán Pháp nháy một mắt lại dì vào tay bạn mà rằng, chớ khinh lui. Một, lui nhảy không sai nhịp, mà lại đưa cavalier. Hai nhẹ nhàng và xinh lắm. Moi, ba, vẫn chịu lui cái lối vừa nhảy vừa chuyện trò tự nhiên. Rồi toi, bốn, nhận mà xem, vai lui rất thẳng, không đụng đẩy, tay cũng vậy, chân đi khép, êm ái, mà không bao giờ đụng chân vào Cavalier. Rồi ba người bịt mồm cười, trò vào ông huyện tư pháp, thằng kia quan giảng, thế nào cũng xéo vào giày Cavalier được độ 10 lượt. Cứ mặc nó để chúng nó chửi cho, mỗi cuộc khiêu vũ ít ra nó cũng phải, pardon mademoiselle, năm đến 20 lượt là ít. Là bạch hạn vẫn chê nó là lái đỏ, vì tay trái nó lên xuống như bơi treo. Ừ, mà đến nó nhảy thì ai cũng phải bịt mũi, lưng thì cong, nhiều khi bụng lại ưỡn, chân thì soạn ra như thế này, đầu gối thì cong như thằng tiêm la. Lắm lúc anh chàng mệt, thở hồn hền, gót giày nện cồm cộp. Phải, thế là không có tên yêu, sáu, nhưng không tờm bằng thằng cu tú tao tưởng nhảy như nó thì nhảy làm gì ôm vào người ta mà mắt cứ trợn ngược lên để nghe nhịp nhạc ông cũng đến chết với chúng nó thôi. Này, bắt đầu đi chứ, chờ gì nữa, còn vài mẹ đương trang điểm ở trong buồng chưa xong, làm gì mà nóng thế, háo quá, khốn nhưng tiếng piano như sói vào tai, thì ai lạnh lùng được. Sao họ bất nhã thế nhỉ, nhảy đã tàng bỏ bu còn bắt người ta chờ đợi, tòi lỗ mãng nóng nảy thế thì nước mẹ gì. Tôi phải kiên tâm không thì hại ca chúng moi đấy. Rồi chốc nữa tôi nhảy với con kim thanh mà xem, nó không quay cho chói người ra ấy à. Lần trước moi chóng mặt vì nhảy vồ với nó. Nó có biết vồ lên tê, bầy, không? Ông kỵ sư nói xong, bĩu môi, rốn vai ra dáng khinh người. Ông dí điếu thuốc lá vào gót giày, quẳng đi châm điếu khác. Rồi tiếp, để rồi moi lật tay eo, tám, cho mà xem. Chắc thế nào nó cũng sai cây đơn sơ, chín rồi nó sẽ hết vía về lối vô Croise của moi. Thôi đừng làm họ ngưỡng, đến đàn ông chúng mình còn chẳng hiểu vô Croise là cái quái gì nữa là họ. Đã vác cái mặt đi nhảy đầm lại còn ngượng thì thả ở nhà đâm đầu vào nồi cá kho mà tự tử cho xong. Thế thì cứ Fox show, Marker, One Step, 10, có được không? Giờ vô ra là gì? Thế mà moi thích tango, 11, nhất khổng tử viết Untamoda Test Brush, Edmond Kerchavai, 12 nhưng ở đây không có đèn điện đỏ như các đen sinh, 13, cần gì? Đèn điện đỏ để cho khỏi lẫn vàng với thau mà thôi, cho bọn nhảy tàng khỏi lẫn với Fox Joe Len, 14, chứ? Thế Slow Fox là cái gì? Thấy câu hỏi ngớ ngẩn, mọi người giậm chân xuống mà cười, họ bóp mũi ông tham lục lộ mà rằng, mày cứ mang xôi gà đến đây, tao dạy cho. Nó là Foy tiếng Anh Lê gọi là Slow Fox chứ gì? mày hãy đi khắp thế giới xem nước nào còn nhảy Charleston, 15, ở đấy mà nhảy. Coi không chốc nữa lại va cả vai vào người ta nhé. Tôi phải biết moi tấn tới lắm rồi đấy. Giá không có ta farm, 16, làm in tên mình, 17, moi mỗi ngày 2 giờ, thì moi có dám liều mạng ngày hôm nay đây. Moi học chóng vì moi biết ba chơ me 18, ừ như mazer. 19, không học me thành ra nó cứ tơ 20, lâu quá. Ừ, mà các cô ấy khỉ bỏ đời, người ta dạy cho cách chơi phong nhã, thì mãi mới nghe đấy. Còn thẹn thò e lệ, lúc mới tập thấy tay người ta ôm ngang lưng, cú cười rũ lên. Thế mới biết nước mình, cái gì cũng hèn kém. Thôi, chuyện hão mãi, phải dục họ đi chứ. Nhưng chẳng bao lâu, lũ ghế bầy cạnh tường đã được thành thơi ngồi yên mà xem bọn tân nhân vật họ lính sát sạt vào nhau họ nhảy. Loan vờn phượng múa loan ôm phượng phượng bồng loan, tiếng đàn trầm bồng, như đưa nhẹ linh hồn lên cõi bồng lai, cuộn giấy đằng xa ném tung lại, kéo dài ra cuốn cặp nọ díu vào cặp kia, như sợi tơ hồng ràng buộc cho thêm chặt tấm tình ân ái. Rồi một cái cúi chào cảm ơn, một cái gật nghiêm tả lại một nụ cười xinh xắn, hồi vỗ tay gọn gàng. Rồi cuộc vui càng vui, nhảy xong lại nghỉ, nghỉ chán lại nhảy. Mấy anh bồi, anh bếp, anh xe, nhìn chị Vũ thập thò ngoài cửa sổ, thì thỉnh thoảng lại đưa một câu trêu ghẹo mẹ kiếp khoái lắm nhỉ đêm khuya đêm càng khuya cuộc vui càng nồng vẻ tình càng thắm nhảy hết điệu này sang điệu khác nên nhiều bà nhiều cô đến cả nhiều ông nữa thoái thác rằng sức yếu phải rủ nhau chuồn vào những nơi kín đáo nói rằng để trốn nhưng chỗ đêm khuya ấy mới lãng ngón tài tình bỗng ông kỹ sư hóa học nhớn nhơ nhớn nhác ông đập hết túi nọ đến túi kia dòm hết chỗ này sang chỗ khác nhưng không thấy. Tôi tìm gì, quái, cái ví của moi đâu mất, các ông các bà thấy cái tin dữ rồi, phải hoãn cả cuộc vui và tranh nhau hỏi, trong ví có gì không? Có nhiều giấy má quan trọng, có cả 400 bạc tôi vừa mới lĩnh buổi chiều. 400 bạc, trời ơi, dắt trong mình làm gì cho thêm tội, tôi vẫn có tính quen hay dắt nhiều tiền trong ví, cái ví ấy thế nào? Nó không to lắm, màu tím, tôi mua ở singapore à tôi trông thấy nó rồi ở đâu không hôm qua tôi thấy lui để trên bàn nhà lui phải đó nó chỉ bằng ngân này thôi ồ thế mà mất thì tức thực ta nên hết sức tìm cho ra nên khám bọn đầy chớ đã bối xe bếp vú chúng bay gọi nhau lên cả đây anh em ta mỗi người đi một ngả nhà trong nhà ngoài ngoài vườn dưới bếp đằng sau chỗ nào cũng nên soi thật kỹ phải làm ngay mới thấy, rồi một mặt vải ông khám lũ đầy tớ, một mặt vải ông đi soi khắp mọi nơi. Các bạn các cô thở dài, bàn tán, ai cũng bảo ông ấy không là kỹ sư hóa học, mà là kỹ sư hóa giải, làm gì lúc nào cũng phải khênh cả gia tài vào mình. Không tìm thấy thì tức lắm nhỉ, rồi cũng thấy, chỉ quanh nhà này chưa đi đâu mà mất, nhưng mất cuộc đang vui, hôm nay nhảy mệt lắm rồi, ừ mà tôi cũng buồn ngủ, ngủ thì không phải nhà thức giả hãy đan dơ một lúc nữa đã. Không thấy đâu cả, các bà, các bà quay cả lại nhìn ông kỹ sư hóa học. Nét mặt nhăn nhó, ông lắc đầu, nói tiếp, đành mắt. Thế vì ông để ở đâu? Tôi để ở túi áo trong, nhưng lúc ăn cơm nực quá tôi có cởi ra và treo ở mắc áo trong buồng này. Lúc đang khiêu vũ, tôi cũng vài lần vào đây nghỉ, cởi ra và treo ở đây, rồi ra sân đi bách bộ cho mát. Thế thì anh mất vào lúc nào? Cô hỏi giờ quá. Nếu biết thế còn nói chuyện gì? Vậy ai vào buồng này mà lấy được của anh? Nhiều lúc buồng này không có người. Cô ạ, à, mà cô xem, cửa ra sân vẫn mở thế này, thì làm gì chẳng mất. Trong vì anh có những 400 đồng. Thưa cô Vâng, bốn cây giấy, mỗi cái 100. Hay để chúng em góp sức với các anh để tìm cho chóng. Cảm ơn các cô, chúng tôi đã khám lũ người nhà. Các anh ấy lại đang tìm lượt thứ hai nữa. May thì thấy, chẳng may thì chịu mất chưa biết làm thế nào bây giờ để rồi sáng mai tôi lên trình cầm vì cũng may là tôi nhớ cả số giấy bạc chắc kẻ gian có lấy cũng không nuốt trôi nếu nhớ số thì rồi tìm cũng ra đứa nào dám tiêu nữa khuya lắm rồi mấy giờ rồi anh hai giờ rưỡi chị buồn ngủ à tìm thấy ví rồi lại nhảy cho đến sáng cần gì để mai ngủ như chó chết mẹ em mắng cho ấy hả ai mẹ ngọc diệp ấy hả bà cụ chiều cậu như chiều vong, việc gì mà sợ. Tiếng giày lộp cộp ở nhà dưới đi dồn lên, các bà, các cô cùng ông kỹ sư hồi hộp, xô cả nhau ra hỏi, thế nào? Có tìm thấy không, mọi người nét mặt dầu dầu, lắc đầu, nói, nguội. Ông giáo sư thì thào, tôi trông thấy thằng xe khác sắc mặt. Ông bác sĩ cũng bảo, chính tôi ngờ cho nó ngay từ đầu. Ông huyệt tư pháp rằng, tôi đã hỏi vặn nó nhiều điều, xem chừng nó trả lời lúng túng lắm. Ông nghề luật nói, chẳng luật pháp gì bằng cứ giã cho một trận là lòi ví ra ngay. Nó không xưng, ta hãy lên trình cầm, mọi người bàn tán giờ lâu, rồi quyết rằng thằng xe ăn cắp. Người thì tiếc mất của, người thì tiếc mất vui rồi dăm ba câu chuyện tào lao, ai nấy thấy khuya, bảo nhau về nhà đi ngủ. Sao 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 sáng hôm sau, thằng xe phải một trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng nhất định nó không nhận gan thì cho chết, hẳn nó cũng đã biết rằng giấy bạc nhớ số thì khó lòng tiêu nổi, vậy mà nó cứ khăng khăng một mực chối hoài. Có lẽ nó muốn giữ tiếng là người ngay nên sau khi bị trận đánh ở nhà, nó còn phải điệu lên cầm để xét hỏi. Thằng bồi phải quét nhà thay cho thằng xe, trong khi đưa đi đưa lại cái ngọn trồi, nó nghĩ đến roi đòn bạn đồng nghiệp mới được nếm mà trột giả. Nó thương hại, nhưng trột giả bao nhiêu? thương hại bao nhiêu nó phải nghĩ đến cần câu cơm của nó bấy nhiêu. Nó quét thật sạch, lau đồ đạc bóng, xếp các đệm ghế, khăn bàn cho thật ngay. Nó vào buồng hôm qua ông gì mất của treo áo, nó ngắm xung quanh, nó thở dài, rồi xếp lại các tượng đồng, cốc bạc. Nó thu gọn các gối trên mặt ghế đi văng, nó lấy ra từng cái để đập cho hết bụi. Nhưng nó ngạc nhiên quá, dưới lũ gối con ấy, lại còn một cái ví đầm đen của bà nào bỏ quên. Nó sợ, nhưng mừng thầm rằng cũng may mà bà ấy chưa kêu mất, vì đáng lẽ bọn nó thế nào, cũng có đứa phải đòn vì cái ví này. Nhưng tò mò, nó nhìn, nó nắn, nó đoán. Nó chẳng có thể nhận là cái ví ấy của ai, vì hôm qua bà nào cũng có ví kiểu này và màu ấy. Nó lật đi, lật lại, rồi không biết nó nghĩ thế nào, nó tặc lưỡi, đánh bạo mở ra xem chung. Nó nhìn vào trong ví, nó giật mình đánh thót, nó run lên, nó sợ quá, nó dối trí, nó vội đậy ngay ví lại và để trả vào chỗ cũ. Chống ngực nó thình thình, trời ơi, lạ thật, trong cái ví đầm ấy, nó chẳng thấy vật gì khác, chỉ thấy cái ví tím mà cái nhà ông gì kêu dối lên rằng mất đêm qua. Vậy thì cái ví ấy của ai? Bà nào, cô nào xấu chơi thế? 19 September 1933 chú thích, một lui, đọc là lúy, tiếng Pháp, ông ta, hắn, nó, hai, Cavalier, gái nhảy, ba, moi, tôi, tao, bốn, toi, anh, mày, năm, pardon mademoiselle, xin lỗi cô, sáu, ten yêu, tư thế, bảy, volente, điệu van chậm, tám, eo, nàng, nó, chín, cây đần, nhịp, mười, vô croise, foxtro, marker, one step, tên các điệu nhảy, mười một, tango, foxtrot lente, slow fox, charleston. Tên các điệu nhảy, 12. Un Tango Dates Grass, một điệu tango trong những cánh tay em và trái tim tôi thổn thức. 13. Tiệm nhảy, vũ trường. 14. Tên các điệu nhảy, 15. Tên các điệu nhảy, 16. Ta pham, vợ anh. 17. In Чемmen, hướng dẫn. 18. Ba me đập nhịp. 19. Em gái tôi. 20. Tật nest dò dẫm chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa